chữ S yêu dấu, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng chung lưng đấu cật trong mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tiến trình lịch sử đó, văn hóa đã tạo nên sức mạnh vô hình cho dân tộc. Sự cộng cư của 54 dân tộc anh em đã tạo nên một nền văn hóa Việt Nam như một bức tranh muôn màu rực rỡ sắc hương, nhưng cũng rất đỗi dung dị. Mà ở đó, mỗi dân tộc như một gam màu độc đáo, góp phần tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Đến với bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, đến với mảnh đất thủ đô gió ngàn, chiến khu Việt Bắc năm xưa, hạnh phúc dâng trào, bởi dường như ta đang được đi dọc chiều dài đất nước. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam được tọa lạc tại trung tâm của thị xã Thái Nguyên, thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc xưa, nay là thành phố Thái Nguyên. Địa điểm này cách thủ đô Hà Nội 80 km về phía đông bắc, có mạng lưới giao thông thuận tiện. Ngày 19 tháng 12 năm 1960, nhà thơ Nông Quốc Trấn, giám đốc Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc, đã đọc diễn văn lễ mở đất khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Việt Bắc. Đại tá Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khu tự trị Việt Bắc đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng lên bảo tàng tại khu đất có vị trí đắc địa. Gọi là đắc địa bởi bảo tàng được lựa chọn xây dựng trên một diện tích đất cao giáo. Phía trước mặt hướng ra đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên với nhiều con phố lớn. Phía sau dựa lưng vào con sông Cầu, nước chảy lơ thơ. Giữa khu đất có vườn cây xanh tươi với nhiều cây cổ thụ, cây lâu năm. Xét về những chuẩn mực phong thủy thì đây là một khu đất có vị thế đẹp, hòa hợp với tự nhiên. Thêm vào đó, công trình còn tọa lạc gắn liền với địa danh của thủ phủ khu tự trị Việt Bắc. Xa hơn nữa là khu làm việc của chánh xứ Pháp. Để có một công trình kiến trúc vừa phù hợp với thế đất đắc địa, có âm dương phong thủy hài hòa, vừa đáp ứng được chức năng hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng, lại bền vững theo năm tháng và đậm nét văn hóa dân tộc. Cố kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp là một trong những kiến trúc sư lão thành thuộc thế hệ kiến trúc sư đầu tiên của đất nước ta. Ông sinh ra tại Thừa Thiên Huế, ngay từ nhỏ đã được tắm mình trong khung cảnh thiên nhiên mơ mộng và những công trình kiến trúc tiêu biểu của kinh đô nhà Nguyễn, như đền đài, lăng tẩm, cung đình, miếu mạo. Cùng với những năm tháng học tập, tích lũy tri thức trong trường đại học và trải nghiệm thực tế kiến trúc dân gian các dân tộc Việt Bắc. Tất cả những điều đó đã tạo nên phong cách kiến trúc của ông trong công trình. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, năm 1932, ông và kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện có mở văn phòng thiết kế tại 58 Tràng Thi, Hà Nội. Năm 1936, Hoàng Như Tiếp tham gia mặt trận Bình dân học vụ, dạy học tư thục tại Thăng Long. Năm 1946, ông tham gia kháng chiến. Năm 1948, Hoàng Như Tiếp được bầu làm tổng thư ký đầu tiên của Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam. Công trình nhà Bảo tàng Việt Bắc, nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, do kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp vừa thiết kế, vừa chỉ đạo thi công xây dựng. Kính thưa quý vị và các bạn, công trình kiến trúc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa nghệ thuật năm 1996.
giải thưởng cao quý này là sự đánh giá đúng đắn nhất về một tác phẩm nghệ thuật, một công trình kiến trúc độc đáo tiêu biểu cho ngành kiến trúc Việt Nam. Nó không chỉ vang danh ở thập kỷ 60 của thế kỷ trước, mà đến tận ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị và nó sánh vai với các công trình kiến trúc đương đại. Và một lần nữa khẳng định đây là một công trình kiến trúc kết tinh những thành tựu của tri thức và sự sáng tạo trong lịch sử văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng có diện tích xây dựng 4.000 m², bao gồm 5 phòng trưng bày, nối liền nhau bằng tiền sảnh A, tiền sảnh B và 4 hành lang nhà cầu. Nhờ vào địa thế của khu đất cao hơn mặt đường, kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp đã thiết kế một sân trước bề thế nối liền nhau từ cổng chính nhà bảo tàng cho đến tận cửa bằng 3 chiếu nghỉ. Hai bên là biểu tượng của cặp rồng trầu, mà đầu rồng là hai trụ cổng, râu rồng là hai cột đèn, vẩy rồng chạy dọc uốn lượn hai bên bờ vỉa vào tận tòa nhà. Tuy là tiểu tiết, nhưng cách trang trí vừa sang trọng, vừa phản ánh văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước Việt Nam từ ngàn đời. Ngay khối kiến trúc chính giữa, Hoàng Như Tiếp đã thiết kế nâng cao các phòng trưng bày trên hệ thống tầng hầm, làm cho toàn cảnh thật huy hoàng, trở thành những hình khối kiến trúc phong phú lộng lẫy như kiến trúc cung đình, nhưng lại đậm nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Tất cả những dụng ý nghệ thuật trong công trình kiến trúc nói trên của cố kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc, sự sang trọng bằng những điều giản dị, lạ lẫm nhưng lại thân thuộc ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Chúng ta rất là thành phố, chúng ta rất may mắn là có cái bảo tàng này. Đây là một công trình ghi lại dấu ấn rất là tốt, với không những là với cảnh quan kiến trúc đô thị Thái Nguyên và với người dân Thái Nguyên, và cả những người đến với Thái Nguyên lần nào đến bảo tàng thì đều có một cái dấu ấn rất là tốt. Nên rất tốt về tổ chức không gian, phù hợp cảnh quan khu vực, đặc biệt là một trong số ít công trình cũng tạo được các góc nhìn mà có thể nói góc nào cũng đẹp. Đây là việc làm mà không phải kiến trúc sư nào cũng làm được. Mặc dù đã được xây dựng sau mấy chục năm, đã có chuyển đổi những cái mục đích ở góc độ nào đó nhất định, từ cái tính chất địa bảo tàng của khu vực miền Bắc trước đây chuyển đổi thành bảo tàng văn hóa dân tộc Việt Nam, thì sau khi được đầu tư, quan tâm đầu tư và chỉnh trang để mà nâng cao cái nội dung sử dụng của nó về các phương diện, với tiêu chí là để thể hiện cái dòng văn hóa dân tộc các dân tộc trên đất nước Việt Nam, thì cái không gian mặc dù đã thiết kế đã lâu, tuy nhiên đã đáp ứng được cái tiêu chí công năng gần như là đáp ứng được toàn diện, từ không gian nội thất đến không gian ngoại thất. Đi vào trong nội thất ngoại thất thì chúng ta thấy là nó hòa quyện nhau, và bức tranh tổng thể và văn hóa dân tộc các dân tộc Việt Nam cũng đã được lột tả hết. Thứ ba là nói về phong cách kiến trúc và nói về kết cấu công trình ấy, thì đây công trình gần như là nó được đạt được sự trọn vẹn về cái tính biểu tượng về ngôn ngữ kiến trúc bảo tàng. Cái nữa thì phải nói là nó rất là phù hợp với giai đoạn lịch sử những năm 60. Nhìn vào đây thì biết tranh bức tranh này nó sự chuyển tiếp giữa ngôn ngữ kiến trúc thuộc địa bản địa của thực dân Pháp trước đây, Đông Dương cũ đấy, sang kiến trúc xã hội chủ nghĩa đương đại, mà thể hiện đặc biệt ở những cái phần chi tiết kết cấu và những cái không gian tổ chức của kiến trúc sư đã vẽ nó ra. Cái nữa là công trình này mặc dù là chúng ta trong thời kỳ rất khó khăn, mà cái nền kiến trúc chúng ta đang ở đoạn phát triển, lý luận kiến trúc chưa nhiều, nhưng chúng ta tác giả đã đạt được cái độ kiến trúc mang cái tự giá trị thẩm mỹ cao và cái đậm đà cái tính dân tộc. Ở đây chúng ta đến đây chúng ta thấy những bản sắc của vùng miền nó rất đậm đà, cho đến các chi tiết kiến trúc chúng ta vào chúng ta thấy những cái không gian kiến trúc nó rất gần gũi chúng ta, rất là vùng miền, ở cái vùng miền đặc biệt khu vực này phía Bắc của Tổ quốc, đặc biệt đến ngay cả những cái chi tiết cũng đã với cái tiêu chí mà chúng ta gần đây là chúng ta vẫn thấy là nó lột tả được cái mà tác giả muốn đạt tới. Thế qua đây tôi thấy công trình này, công trình có lẽ là khen nó thì nhiều, mà cái chê nó có thể nói rất là cũng là khó, nhưng chúng ta cũng bình luận nhiều góc độ để chúng ta cảm nhận, để chúng ta khi vẽ những công trình giai đoạn này chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải học tập ở đây một cái công trình mà tác giả cùng với lại
ý chí của toàn dân đã làm nên một cái tác phẩm công trình xứng đáng, đã được đánh giá, cộng đồng đánh giá rất cao và nhà nước đánh giá bằng giải thưởng quốc gia lần thứ nhất. Công trình kiến trúc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam của kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp được đánh giá là công trình nghệ thuật xuất sắc bởi cái đẹp của kiến trúc được gắn khít với không gian và môi trường, là sự gắn liền với điều kiện và phương tiện của nghệ thuật tạo hình. Kiến trúc của bảo tàng là sự phối hợp hài hòa, đan xen giữa kiến trúc và mỹ thuật. Có thể ví như một tòa lâu đài hoàn hảo được tô điểm bằng những công trình mỹ thuật nội, ngoại thất như sân, vườn, cây xanh, bồn hoa, tường rào, cổng cho đến hành lang, mặt tiền, cùng với sự bố trí hài hòa của các trưng bày sử dụng các hoa văn họa tiết của văn hóa dân tộc. Ngoài yếu tố kiến trúc, mỹ thuật của công trình, phần trưng bày nội thất trong định hướng chung về văn hóa nhóm ngôn ngữ kết hợp với vùng cư trú đã tạo nên cái hồn văn hóa dân tộc, làm sống thêm không gian công trình. Yếu tố màu sắc, ánh sáng của từng phòng, từng khu vực kết hợp với tài liệu hiện vật gốc cũng được bố cục hợp lý, biến đổi nhịp nhàng theo khối mỹ thuật trưng bày gắn với nơi cư trú tộc người đã tạo nên vẻ đẹp nghệ thuật, vừa thuận mắt vừa gây thiện cảm với người xem. Không những vậy, hầu hết khán giả đến tham quan bảo tàng còn bị thu hút bởi một giá trị đặc sắc trong kiến trúc của bảo tàng. Đó là yếu tố trang trí mỹ thuật luôn gắn liền với nội dung câu chuyện của hiện vật, được trưng bày phản ánh đời sống văn hóa tộc người. Đây chính là nét đặc thù, nét riêng mà người xem có thể tìm thấy tại công trình kiến trúc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, các hiện vật tưởng như xưa cũ, bất động, tĩnh lặng, đã được nội dung và mỹ thuật làm tôn lên, tạo ra hiệu quả thẩm mỹ thông qua thị giác, để gây ấn tượng cho người thưởng ngoạn tìm hiểu, khám phá về di sản văn hóa dân tộc. Hiệu ứng kiến trúc đã giúp nâng đỡ, tạo ra tiếng nói và cái hồn cho hiện vật. Bên cạnh đó, những mô típ, đường diềm, hình trang trí theo hoa văn của các dân tộc được cách điệu gắn vào những nơi cần thiết và hợp lý đã tạo nên sự đặc thù, độc đáo riêng của công trình nghệ thuật này. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam có thể nói đây là một cái công trình kiến trúc có hết sức có giá trị. Tại đây đã lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật phản ánh về cái đời sống văn hóa, cái sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, nhân dân các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc của Việt Nam. Thế và bảo tàng là một cái điểm đến du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi với cái trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cái lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, chúng tôi đánh giá cao về cái mặt kiến trúc của cái công trình này. Thế và cái công trình này là cũng là một cái điểm nhấn trong cái đô thị của Thái Nguyên
là cái điểm nhấn trong đô thị Thái Nguyên, và công trình cũng đã được giải thưởng cao trong cái các cái cuộc thi kiến trúc do trước đây do Hội Kiến trúc của Việt Nam tổ chức. Thì chúng tôi đánh giá cao về mặt kiến trúc của cái công trình này. Công trình kiến trúc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được xây dựng và hoàn thiện đúng tiến độ trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, nền kinh tế bao cấp còn nghèo nàn, lạc hậu là do đã nhận được sự quan tâm đóng góp lớn lao của người dân Việt Bắc. Dù quanh năm chân lấm tay bùn nhưng yêu chuộng văn hóa, hiếu học và sự đóng góp trí lực của những nhà khoa học, kiến trúc sư tâm huyết cùng sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Liên Xô, Trung Quốc. Dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân khu tự trị Việt Bắc và tinh thần làm việc hết mình của ban lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ thi công, công trình nhà bảo tàng Việt Bắc được khánh thành khang trang, đẹp đẽ mà không có bất cứ xử lý vi phạm hay lời đồn đại ác ý nào về vấn đề rút ruột, tham ô, tham nhũng. Thành công ấy phản ánh phần nào mặt tích cực, tinh thần, ý chí cách mạng sáng ngời của toàn đảng, toàn dân trong thời kỳ khó khăn, gian khổ. Để ghi nhận công lao của kiến trúc sư tài hoa Hoàng Như Tiếp và giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo, ngày 10 tháng 9 năm 1996, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật cho tác phẩm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam theo quyết định số 991 KTCTN. Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp với công trình kiến trúc xuất sắc này, ngoài giải thưởng Hồ Chí Minh, ông còn được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất và các huân chương kháng chiến khác. Đó là sự nhận xét, tri ân về một kiến trúc sư đầy tâm huyết, nhiệt tình tham gia kháng chiến, gắn bó suốt cuộc đời mình với sự nghiệp kiến trúc và đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cùng xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc.